Trung tâm truyền thông cho Đại hội Đảng của Trung Cộng mở cửa, tin từ Bắc Kinh. Hôm nay, Trung tâm truyền thông cho Đại hội Đảng Cộng sản Trung Cộng lần thứ 18 bắt đầu phục vụ các phóng viên trong và ngoài nước từ ngày hôm nay. Đặt trụ sở tại khách sạn Trung tâm truyền thông Bắc Kinh, trung tâm này sẽ thu thập thông tin cho các nhà báo nước ngoài và các phóng viên từ Hồng Kông, Macau cũng như Đài Loan. Trung tâm truyền thông cũng giúp tổ chức các buổi họp báo liên quan đến Đại hội Đảng và sắp xếp các buổi phỏng vấn cho các phóng viên. Trung tâm này sẽ cung cấp thông tin cần thiết và hỗ trợ kỹ thuật cho các phóng viên. Giám đốc Trung tâm báo chí, ông Zai Hussein nhấn mạnh rằng Trung tâm báo chí sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của các cuộc phỏng vấn độc quyền. Trung tâm truyền thông đã vận hành thử một ngày trong ngày hôm qua, một tuần trước khi Đại hội Đảng Trung Cộng khai mạc. Trước thềm đại hội, nhà cầm quyền Trung Cộng đã thắt chặt kiểm duyệt truyền thông và Internet, vốn đã rất gắt gao, trong khi các thành phố lớn tràn ngập cảnh sát và an ninh. Tân Hoa Xã cho biết hơn 1.4 triệu người dân ở nước này đã tình nguyện giúp công an duy trì ổn định ở Bắc Kinh trong thời gian chuẩn bị cho đại hội. AFP trích dẫn lời của ông René Xia, giám đốc tổ chức những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc cho biết, kể từ đầu tháng 10, nhà cầm quyền Trung Cộng đã tiến hành một chiến dịch hăm dọa và bỏ tù để ngăn chặn từ trước bất cứ nguy cơ có tiếng nói bất đồng hay phản kháng nào.